đánh từ showroom ra cho khách chạy thử nha. Anh chị nào nói tới toàn chung không được chạy thử là tầm bậy nha anh chị. Rồi ai chạy thử lên chạy thử đi. Tụi em là chỉ có là do xác định là phải có bằng lái hay là chạy lâu rồi thì mới thử được nha anh chị, chứ còn mới thi bằng lái ra kêu đưa cái xe cho anh chị thử thì em cũng ngại. Nên anh chị cũng thông cảm nha, những anh chị nào có bằng lái chạy xe lâu là nhiều rồi đó, xe em bỏ trong góc trong đây mà khách kêu thử thì tụi em vẫn đánh ra thử bình thường. Người ta thử là người ta có nhu cầu mua, mà nhiều lúc mà mình cũng phải dụ người ta chạy thử, dụ người ta thử xong người ta mê người ta mới mua được chứ. Nên là anh chị cứ thử thoải mái, nhưng mà trước khi thử thì anh chị phải xác định là mình cũng đã chạy cứng rồi, mình cũng đã có bằng lái lâu rồi, mình chạy cứng rồi, họ đã có bằng lái rồi nha anh chị. Cái nhiều lúc mới học bằng xong mấy ngày kêu em chạy thử giống như cái xe kia tông nát cái đầu cái rồi khách bỏ đi xuống là em cũng phải chịu trách nhiệm cái xe đó. Mấy xe cũ em có đâu có bảo hiểm thân bỏ đâu anh chị, đây em phải chịu hết rồi, tính theo trượt giá có cái xe đợt đó em đền người ta rồi, cái xe em lỗ mấy trăm triệu chứ. Nhưng mà kinh doanh cái rủi ro là phải có anh chị, chứ còn mà không phải vì lý do đó mà toàn không cho khách chạy thử, vẫn cho thử thoải mái nhưng mà phải xác định cho nó kỹ. Cái nhiều lúc hỏi anh chị tự ái làm cái gì mà tự ái cũng khó làm lắm anh chị, làm cái gì cũng tự ái là cũng khó làm đó. Giờ khách cũng đang chạy thử nè, cũng tới cũng đang nhân viên cũng đang tư vấn cũng đang ghe cho khách thử kiểm tra. Xe lexin đây chắc để hơi lâu em đao giá quá bán lỗ luôn anh chị, có lời có lỗ là bình thường. Anh chị nào thích thì cái xe đó liên hệ đi, 2.490 triệu, giờ anh chị thích bao nhiêu là em đẩy cho anh chị luôn. 21 đăng ký 22 7.000 cây, xe mới nó 3 tỷ mà xe chạy có mấy ngàn cây. Anh chị nào máu thì đến với em Toàn luôn, em Toàn và hỗ trợ anh chị luôn nha. Mấy xe đằng sau đang rửa anh chị, xe switch rồi nè, đang rửa đang kiểm tra ở sau hết anh chị. Có nhiều anh chị hỏi toàn cái xe cúp đây có bán không, không anh chị, cái xe em chơi em không có bán, em không có bán anh chị ạ. Ủa có cái xe 8 chạy vô cho xe mua Gia Lai chạy vô cho khách coi à, khách lên coi chưa biết. Anh xe này bán cho anh em à, bán rồi hả? Mấy xe đây là bán hết rồi anh chị, giờ cũng hết chỗ để rồi, nhưng mà anh chị bán vẫn mua nữa nha. Đó, xe về là em phải cởi gầm lên kiểm tra hết nè, kiểm tra hết cái hạng mục rửa sạch sẽ ra để coi kiểm tra nè, ốc vít mọi thứ kiểm tra đầy đủ hết cho anh chị. Trên cái tư tưởng của Toàn là xác định là Toàn mua xe chính giống như cho mình đi đã, rồi xong rồi mình ưng ý là khách hàng mình mới ưng ý, nên là Toàn mới ít không bị khiếu nại, với lại ít bị khiếu nại, chỉ có khiếu nại hiểu lầm thôi, giống như anh chị mới xài xe anh chị hiểu lầm. Còn đây service để xong rồi em sẽ review kỹ cho anh chị. Trong tầm tiền 400 triệu thì xe nhỏ này thì vô địch. Trong phần khúc Toàn đang có một chiếc mà em đang độ em làm tùm lum hết anh chị, làm tùm lum hết, nó nhiều đồ chơi ghê luôn á, Covid nó quá nhiều đồ chơi luôn. Thì Toàn sẽ nâng cấp cái xe Toàn ra thử coi nó khác biệt như thế nào. Xe này có mười mấy ngàn cây à, mười mấy ngàn cây giờ chạy vô chở khách. Khách lên chưa? Chưa. Rửa sạch sẽ bán về đâu? Bán về Sài Gòn. Sài Gòn luôn à? Luxury 7 chỗ mà đi có mười mấy ngàn cây hả anh chị? Đó, xe 19 ngàn cây nó phải mới nha anh chị, mới tin như vậy đó. Đó, nó mới là mười mấy ngàn cây anh chị nha. Có nhiều cái xe em tới em mua của khách hàng á, em kể luôn rồi anh chị. Em là cái công việc của em cứ hàng ngày đi coi xe và thẩm định xe, nên là cái xe nào mười mấy hoặc hai mấy hoặc ba mấy hoặc là năm mấy em có cái cảm giác. Nhiều điều mình không muốn cãi với khách hàng của mình thôi. Giống như xe anh chị nói cam kết không tua không đồ, nhưng mà em xuống coi em thấy là nó không đúng với km thì anh chị kêu bao rồi anh chị cái này nọ kia. Nhưng mà thực tế là anh chị là người em hồi giờ em không thích tranh cãi với khách hàng của mình, giống như là anh chị bán cho em cũng là khách hàng của em và anh chị mua của em cũng là khách hàng của em. Nhiều lúc em nói thôi, còn anh chị nghe được nghe không nghe được thì thôi thôi, em cũng quan trọng là thoải mái cho hai bên.
đó. Con bữa có cái xe kia, em nhìn là em thấy là xe này giống như tour, thì em nói là chắc chắn là hình như là xe này, em nghĩ anh chính chủ và anh là người dân, khi anh không có tour nhưng mà xe này anh mua lại đúng không? Thì anh kêu không, xe này là của đứa em anh, không bao giờ anh mua lại hay là gì đâu, không bao giờ nó tour, nó còn ít rành hơn anh nữa. Nhưng mà em nói cái xe 20 mấy ngàn với xe 50-60 ngàn á, nó khác nhau hoàn toàn, nên là mình cảm giác mình biết liền á. Nhưng mà nhiều lúc mình không thích tranh cãi, để mình đè giá, mình nói một là mua, hai là không mua, hoặc là cảm thấy giá anh hợp lý thì cái xe anh nó tua nhưng mình không bị đâm đụng hay gì đó mà tua ít á, thì mình vẫn mua và mình mua mà mình nói, chứ không phải mua mà mình không nói anh chị nha. Em mua mà em không nói là em đi gạt người khác, là cái xe đó em bán lời nhiều hơn hoặc là bán sẽ nhanh hơn, nhưng mà ở đây em nói bán chậm hơn, khó bán hơn, lợi ích hơn, nhưng mà em thoải mái hơn. Cái đó là nói thực tế, em mua bán xe đã qua sử dụng này nó phải linh động anh chị, chứ không phải làm 100%. Có nhiều anh chị hỏi toàn là sao em làm 100% giống như em, như hãng, các hãng ví dụ là không đâm đụng là không mua luôn. Thì em nói cái xe cũ này quan trọng là cái tâm của mình thôi, chứ còn mà làm thì như lời nói thì ai nói cũng được. Em nói thiệt anh chị, làm lời nói ai nói cũng được, thì quan trọng là mình có làm như thế nào thì em linh động. Ví dụ nó mớp méo nhẹ hoặc là nó ảnh hưởng mà đến giá trị xe á, thì mình nói cho người ta là đó là ảnh hưởng, nhưng mà cái xe nó còn đẹp, giá nó hợp lý, anh chị có mua được thì mua, không mua được thôi. Còn xe nào nguyên là em nói sẽ nguyên, cam kết nguyên. Còn xe nào tua km là cũng nói xe này nó có hiện tượng nghi ngờ tua km, thực tế nó vẫn còn đẹp, vẫn vận hành tốt, mà giá nó là như thế này. Anh chị cân đối thị trường, cảm thấy hợp lý thì anh chị mua ủng hộ toàn, không hợp lý thì chờ cái xe sau. Đó, luôn luôn toàn là như vậy, làm ăn mua bán kinh doanh linh động, không gạt người ta, nhưng mà linh động và lựa chọn nó phù hợp, lựa chọn phù hợp cho khách hàng và cho sản phẩm, bảo vệ cái thương hiệu của mình nữa anh chị, nó còn liên đến cái thương hiệu của mình nữa. Nên là cái này nó có một cái, sẽ có buổi live stream, em sẽ có buổi live stream báo giá ban đêm, rồi anh chị hỏi gì thì em sẽ trả lời nó sâu hơn, chứ bây giờ nói không nói một mình đây thì nó rất là khó nói. Cái xe cũ này nó có nhiều hạng mục, nhiều mức độ lắm anh chị. Nay thứ bảy cuối tuần rồi, chúc anh chị cuối tuần vui vẻ nha anh chị. Còn chị muốn quan tâm xe nào thì đó, em có quay đây. Ngày hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 11. Anh chị quay ưng xe nào á là các bạn sẽ báo giá cho anh chị hết những cái xe nào đang cửa hàng em cũng hết xe rồi. Anh chị có xe bán thì liên hệ giúp giùm Toàn nha. Toàn mua máu lửa hỗ trợ anh chị nha. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều nha.